học nông nghiệp mà sao lại làm du lịch? Ngon quá. Hôm nay có thời gian mới trả lời câu hỏi của bạn đây. Như đã chia sẻ, công việc trước khi mình ở nhà làm nông là du lịch. Và vì sao mà mình chọn du lịch ngay sau khi ra trường á? Đầu tiên phải nói đến là mình có ngoại ngữ. Mình đi học thêm tiếng Trung và lúc tốt nghiệp đại học mình có HSK 5 rồi. Tất nhiên là không phải có ngoại ngữ mới làm được, mà còn là cái duyên và các kỹ năng khác phù hợp với công việc. Du lịch thì nhiều anh chị em làm trái ngành học lắm, không riêng gì mình đâu. Và giờ như các bạn thấy đấy, mình đang làm nông dân chân lồng tay bùn. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có người nói mình đi học phí tiền. Vừa làm việc nhà nông và cả online, nên là bây giờ giàu thì chắc chắn là không rồi. Nhưng mà đủ để trang trải và có thể mua được những thứ mình thích. Nói đến thích, mình được bà chị cho nước ép này. Cứ tưởng là bà ấy mua cơ, mà hóa ra là tự làm. Ở đoạn nhà mình không ai bán nước ép hoa quả tươi đâu, nên là muốn uống toàn phải xuống phố ấy. Yeah, có nước ép rồi nha. Với mình hiện tại vẫn có khó khăn nhỏ nhỏ và có cả khó khăn to to, nhưng mà có nhà để về, có việc để làm, có ngân lượng để tiêu là hạnh phúc lắm rồi. Chúc cho các bạn dù ở thành thị hay nông thôn đều lao động hăng say và đạt kết quả ngọt ngào nhé.